Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang nóng lên từng ngày, nhất là sau khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Nóng hơn nữa là khi đương kim tổng thống Joe Biden, cũng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, hiện có sức khỏe rất yếu, nguy cơ không thể tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng. Vấn đề nghiêm trọng đến nỗi, ông Biden phải đứng trước hai sự lựa chọn: giữ mạng hay giữ ghế Tổng thống. Cụ thể, theo Nhà Trắng, ông Biden mắc COVID-19 trong chuyến đi tới Las Vegas vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, và Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống chỉ mắc các triệu chứng nhẹ. Chủ tịch Unidos US, một tổ chức dân quyền cho người Latin, cho biết ông Biden sẽ không phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch trước đó do mắc COVID-19. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean Perry cho hay ông Biden đã tiêm phòng vaccine. Các triệu chứng của Tổng thống bao gồm sổ mũi, ho, và tình trạng khó chịu nói chung. Ông đã được kê đơn và uống thuốc kháng virus Paxlovid. Các chỉ số như nhiệt độ, nhịp thở và độ bão hòa oxy trong mạch của ông ở mức bình thường. Vài phút sau thông báo từ Nhà Trắng, ông Biden đã gấp rút quay về Delaware để tự cách ly và điều trị y tế kịp thời. Ông Biden giơ ngón tay cái, ra hiệu với các phóng viên và nói rằng ông cảm thấy ổn trước khi lên chuyên cơ Air Force One. Tuy nhiên, điều khiến người ta lo lắng không phải là Biden mắc COVID-19, mà đó là Tổng thống Mỹ tuổi đã cao và có nhiều bệnh lý nền. Sau đại dịch, thế giới biết rằng COVID-19 không đáng sợ nếu đã được tiêm vaccine đầy đủ. Nhưng điều đáng sợ là người cao tuổi với nhiều bệnh lý nền mắc COVID-19, sức khỏe và tính mạng của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Biden, 81 tuổi, gần đây đang phải đối mặt với áp lực từ trong và ngoài đảng Dân Chủ liên quan tới màn thể hiện chưa thuyết phục trong cuộc tranh luận đối với đối thủ Donald Trump. Dù phải đối mặt với một số lời kêu gọi từ bỏ cuộc đua vào nhà trắng do lo ngại về tuổi tác và sức khỏe, ông Biden tuyên bố tranh cử đến cùng và tự tin ông cũng có đủ khả năng để lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Tuy nhiên, sự tự tin đó của Biden đã không còn, nhất là sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump. Cụ thể, mới đây, tổng thống Mỹ Joe Biden vừa hé lộ một nguyên nhân có thể khiến ông xem xét việc dừng cuộc đua vào nhà trắng, giữa lúc số nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi ông dừng tranh cử, tiếp tục tăng trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng ngày 17 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, nếu các bác sĩ nói với ông rằng ông có tình trạng bệnh lý, ông sẽ cân nhắc việc rút khỏi cuộc đua tổng thống. Đây là lời giải thích mới nhất của Tổng thống Biden về điều có thể khiến ông phải rút lui, giữa lúc ngày càng có nhiều thành viên Đảng Dân chủ kêu gọi ông dừng cuộc đua sau khi ông bị đánh giá có phần thể hiện kém trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 27 tháng 6. Cuộc trả lời phỏng vấn mới được thực hiện trước khi nhà trắng thông báo Ông Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 với các triệu chứng ở mức độ nhẹ. Đây là câu trả lời trái ngược hoàn toàn khi chỉ hơn chục ngày trước, trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 5 tháng 7, tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng chỉ có chúa toàn năng mới có thể khiến ông rời khỏi cuộc đua. Đến nay, cả thế giới đều biết vị chúa toàn năng mà tổng thống Biden nhắc đến chính là bác sĩ của ông. Sự thay đổi đột ngột trong quan điểm của tổng thống Biden, nhất là sau khi ông Donald Trump bị ám sát hụt, khiến nhiều người đặt ra nghi vấn giới phân tích nghi ngờ rằng thứ mà biden lo ngại không phải là sức khỏe của ông có đủ để tranh cử hay không mà tổng thống mỹ đang lo lắng cho tính mạng của mình nếu tiếp tục tham gia đường đua vào nhà trắng một giả thuyết được giới phân tích đặt ra đó là phía đảng dân chủ của ông biden đứng sau chỉ đạo vụ ám sát ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa donald trump vụ ám sát bất thành ông trump còn sống sót và đó là một thất bại nặng nề của đảng dân chủ vì không những không triệt hạ được địch thủ mà còn khiến cho ông trump ngày càng mạnh mẽ hơn được tung hô và ủng hộ nhiều hơn. Thất bại đó là một đòn đau đớn giáng vào Tổng thống Biden. Ông Biden vốn dĩ có màn thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận trước đó. Nay mọi sự chú ý và ủng hộ lại ngày càng đổ dồn vào Donald Trump sau pha chết hụt. Nhưng Biden còn lo sợ một kịch bản khác, một đòn chí mạng theo đúng nghĩa đen đến từ phía phe Cộng Hòa. Đó là Đảng Cộng Hòa cũng có thể đáp trả vụ ám sát Donald Trump bằng một viên đạn nhắm vào Biden. Đó là lý do vì sao ông Biden, ngay sau vụ ám sát, phải kêu gọi cả đất nước đoàn kết không phân biệt đảng xanh hay đảng đỏ cộng hòa hay dân chủ và đó cũng là lý do khiến biden cáo bệnh không tiếp tục xuất hiện trước công chúng ông ấy đang lo sợ bản thân là người tiếp theo bị nhắm vào và đang băn khoăn giữa việc giữ mạng hay giữ ghế tổng thống và dường như ông biden đã nghiêng hơn về lựa chọn giữ mạng tuy nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết được giới phân tích đặt ra nhìn vào thực tế con đường để ông biden trở lại nhà trắng một nhiệm kỳ nữa cũng khó khăn vô cùng nếu không muốn nói là gần như không thể, vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ hiện đã mất đi sự minh mẫn về mặt trí tuệ. Chi tiết về sức khỏe của tổng thống Biden được Mỹ coi như bí mật quốc gia, nhưng dù nhà trắng có cố gắng giấu giếm đến đâu thì cũng không thể qua mắt được báo chí. Trong các bài phát biểu công khai, tự bản thân ông Biden đã thể hiện rằng đầu óc mình không còn đủ minh mẫn. Vị tổng thống 81 tuổi của nước Mỹ liên tục khẳng định rằng mình mới chỉ 41 tuổi. I know I'm only 41. God love you. I like my sister. And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a better. <laughs> Thank you so much. Great. Hoặc đôi lúc đứng yên đóng băng bất động, giữa lúc mọi quan chức quốc tế vẫn có nhiều hoạt động. Giới tinh hoa Mỹ chắc chắn không muốn bộ mặt của Hoa Kỳ, Tổng thống một cường quốc đứng đầu thế giới, bị gắn mác là lú lẫn. Chính vì thế, nhiều thành viên Đảng Dân Chủ đã kêu gọi ông Biden rút lui để giữ thể diện cho nước Mỹ. Nghị sĩ Adam Strip, người có ảnh hưởng hàng đầu trong Đảng Dân Chủ, nói Tổng thống Biden khó đánh bại Donald Trump và kêu gọi ông ngừng tranh cử. Nghị sĩ Dân Chủ Adam Strip cho biết hôm 17 tháng 7, Joe Biden là một trong những tổng thống để lại nhiều thành tựu nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng chúng ta đang đứng trước bước ngoặt quyết định. Tôi có những mối lo ngại nghiêm túc về việc Tổng thống Biden liệu có khả năng đánh bại Donald Trump vào tháng 11 hay không. Ông Strip là hạ nghị sĩ đại diện bang California và giữ chức chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, được coi là người có sức ảnh hưởng hàng đầu trong Đảng Dân Chủ. Phát biểu này khiến ông trở thành một trong những thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân Chủ, hối thúc Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Ông cũng là người đầu tiên đưa ra lời kêu gọi như vậy với Tổng thống Biden kể từ sau vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt hôm 13 tháng 7. Nghị sĩ Strip nói, lựa chọn rút lui hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống, nhưng tôi tin rằng đã đến lúc ông ấy truyền ngọn đuốc cho người khác. Điều đó cũng giúp ông bảo đảm di sản trong nhiệm kỳ bằng cách giúp Đảng Dân Chủ đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Strip khẳng định ông sẽ ủng hộ bất kỳ ai trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, ngay cả khi đó vẫn là Tổng thống Biden. ABC News cùng ngày đưa tin lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã gặp Tổng thống Biden và nói rằng việc ông chấm dứt tranh cử sẽ tốt hơn cho đất nước và cho đảng. Báo này cũng dẫn một nguồn thạo tin cho hay Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, Hakim Jeffries, đã bày tỏ quan điểm tương tự với ông Biden. Văn phòng Thượng nghị sĩ Schumer sau đó ra tuyên bố cho hay, đây chỉ là đồn đoán và ông Schumer chỉ truyền đạt quan điểm của các thượng nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện trực tiếp với Tổng thống Biden trong cuộc gặp ngày 17 tháng 7. Văn phòng của Jeffries chưa bình luận về thông tin trên. Tổng cộng 19 hạ nghị sĩ và một thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Biden ngừng tranh cử. Tuy nhiên, ông chủ nhà trắng nhiều lần khẳng định không thay đổi quan điểm về chạy đua tranh cử và nhấn mạnh ông là người phù hợp nhất để đánh bại đối thủ Donald Trump. Tuyên bố của nghị sĩ Strip được đưa ra trước khi nhà trắng thông báo tổng thống Biden đã mắc COVID-19 khi vận động tranh cử ở Las Vegas, bang Nevada và sẽ trở về quê nhà tại Delaware để tự cách ly. Cách ông Biden thể hiện trong cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên Trump ngày 27 tháng 6 cùng mức độ ủng hộ thấp của công chúng sau đó khiến một số thành viên Đảng Dân chủ hoài nghi khả năng tái đắc cử của ông. Cuộc thăm dò do AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề cộng đồng công bố ngày 16 tháng 7 chỉ ra rằng gần 2 phần 3 cử tri Dân Chủ muốn ông Biden rút lui. Ngoài cuộc đua vào Nhà Trắng, Đảng Dân Chủ còn đang phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn để bảo vệ thế đa số mỏng manh ở Thượng viện trong cuộc bầu cử tháng 11. Nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện, ông sẽ ít gặp trở ngại khi thực hiện những thay đổi chính sách lớn. Tuy nhiên, tất cả những sự kiện tại Mỹ đều đặt ra một câu hỏi liệu ông biden sẽ quyết định như thế nào về con đường sắp tới biden sẽ giữ mạng hay giữ ghế mời quý vị cùng để lại ý kiến dưới phần bình luận của thế giới nghiêng